Vy ơi, em đói chưa? Để anh mời em món này nha. Còn nhiều món ngon, vào đây xem nhé. Ajinomoto, cùng nam hạnh phúc. Mai ơi, em đói chưa? Để anh mời món này nhé. Còn nhiều món ngon, vào đây xem nhé. Ajinomoto, cùng nam hạnh phúc. Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly. Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh. Hà Nội đã xác định được khu vực chủ chốt phải khoanh vùng, cách ly phòng ngừa COVID-19 là từ số nhà 125 đến nhà số 139 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, là nơi vừa phát hiện bệnh nhân thứ 17 của Việt Nam nhiễm COVID-19. Ôi dạ, ôi trời ơi, ta làm nêm nếm mà ren gì mấy nữa, đúng cả mũ trợ không chịu ren. Ôi cha. Chức năng được gửi hàng hóa, alo, tiếp tế vào ai vậy? Trong. Tại đây loa phát thanh liên tục phát thông tin. Gì mà éo tổng gì trời? Alo. Trên địa bàn không cái gì vậy? Ai đó? Quảng cáo hả? Trời ơi trời, quảng cáo thì làm ơn làm phước đó rõ ràng đi. Cái gì mà ngéo lỗ tai à? Không. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Vì vậy tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng ngày 17 tháng 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là bà đó hả? Sao tự nhiên cái ngéo không nghe gì vậy? Thêm bệnh nhân để thực hiện khoanh vùng cách ly. Bà nghe đó, bà nghe không? Trời bà khùng quá, sao tôi nghe được. Đường dây bên đó, đường dây bên này nghe toàn eo éo không à. Ê mà nói nghe nè bà, thời buổi bây giờ hiện đại quá mà. Mình chỉ cần mình ấn một cái thôi là nguyên cái đường link mà gửi qua cho tôi là tha hộ tôi nghe một cách rõ ràng. Mà cái bài hát đó có hay hay là không, mà đâu gửi cho tôi nghe. 500 người của Bệnh viện Hồng Ngọc được tổ chức một địa điểm cách ly riêng ở Long Biên để giảm nguy cơ lây nhiễm. À, ca nhiễm thứ 17 COVID-19 tại Việt Nam. Đây là một người phụ nữ ngụ tại phường Trúc Bạch của Hà Nội. Người này đã từng đi du lịch đến khu vực châu Âu không khai báo y tế khi mà nhập cảnh vào ngày 2 tháng 3 vừa qua tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vào 22 giờ đêm qua thì thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn, ghi nhận của phóng viên kênh VTC9 ngay trong đêm. Của Vietnam Airlines cùng chuyến và ngồi gần bệnh nhân thứ 17 ở Trúc Bạch. Lực lượng chức năng gián niêm phong 3 ngôi nhà từ số 5 đến số 9 phố Nguyễn Khắc Nhu. Lực lượng công an phường chốt trực và theo dõi người ra vào quanh khu vực. Cụ thể, 8 chuyến bay đã được xác định có hành khách mắc COVID-19. Bao gồm SQ-1. Đang có tin tức hay quá trời nè. Bài nhạc này hay lắm nè, tắt đi. Mà này ngộ, ta đang coi tin tức. Trời ơi, ông nghe lời tôi, ông tắt đi, cái bài nhạc này hay lắm nè. Bà mới kỳ. Trời ơi, TK-162 của Turkey Airlines từ Istanbul đến thành phố Hồ Chí Minh ngày 8 tháng 3 năm 2020, Thấy chưa? Cô hôn thử cũng xem sao. Cô đơn này tìm chỗ vui nào là hết đi đó. Trời ơi, cái gì mà ồn quá, để ông bà nội nghe cái nè, này nè. Cái này vui hơn là để nhảy tụi nó. Đúng con. Đã vui lắm. Nội nhảy tụi con ơi. Bà nội nghe coi. Cô đồ ra đẩy tôi ra. Đây. Cô ra. Cô ra. Cái này được mà. Rửa tay nè. Trời ơi. Mọi người điên hết rồi. Đi không đẩy nè. Mày nó vô duyên thiệt ta. Mà ngộ ha, lúc này tôi thấy tính tình của nó kỳ lắm đó. Con nghe nói dạo này cô Út bị nhức đầu á bà nội.
mình đâu có làm phiền gì nó đâu. Mở tiếp đi, mở tiếp đi. Vô, dậy. Phong ơi, có điện thoại anh Phong ơi. Dạ alo. Phong hả? Dạ anh Phong đi ra ngoài có chuyện rồi ạ. Vậy chứ ai đang cầm điện thoại của hắn vậy? Dạ em bạn cùng phòng với anh Phong. Phong nào? Dạ phòng marketing bên công ty MCV á. Đạt hả? Chị Chi nè. Dạ chị có lời nhắn gì cho anh Phong không ạ? Vậy thôi, lát hắn về nó hắn gọi lại chị nha. Dạ rồi. Con gửi cho em. Ủa Phong đi đâu rồi ta? Không lẽ nó về mà nó để điện thoại đây? Ủa nay bà Chi gọi cho nó hả? Ừ. Nghe nói gì đó bàn chuyện đám cưới gì đó. Covid mà đám cưới có gì? Để biết đâu mà bà Chi đó cũng ngộ ha. Năm ngoái á thì quen ông Michael gì đó, bây giờ đòi cưới thằng Phong. Ê, chuyện tình duyên khó nói lắm, coi như là thằng Phong nó gặp may chuột sao ngủ nếp. Ê, trong công ty hai ông có bàn chuyện riêng với người ta như vậy? Thì chuột sao ngủ nếp thì nói chuột sao ngủ nếp chứ sao, có gì sai. Ê, thằng Phong kìa. Trời ơi, dẹp liền về một cái đi, quậy phá quá Miêu. Trời ơi, con gái con đứa mà leo vậy thì té làm sao. Trời ơi, đổ bạn đổ ghế hết nè. Trời đất ơi, còn ông nữa. Ông thấy tụi nó quậy phá gì không? Tại sao không la lên, lại can lại mà ngồi đó mà coi điện thoại tỉnh bơ vậy? Bà có chuyện của bà, tôi có chuyện của tôi. Tụi nó chơi là chuyện của tụi nó. Nè đó đó, ông coi đi ha. Phá nè ha, rồi nó té nè ha. Rồi nhà cửa tanh ba gì tụi nó cũng là việc tụi nó hả? Hả? Trời ơi ông ơi, sao con người của ông vô tâm vậy? Còn tôi là tôi lo lắng từng ngày nè. Covid nó đang lan tràn rồi, không biết sống ai chết bay đi nè. Lo chỉ cho nó mệt. Chuyện để nhà nước người ta coi có chỉ đạo gì không rồi từ từ mình tính. Đừng có phá nữa. Miêu ơi, ra mở cửa cho mẹ nè. Miêu, mở cửa cho mẹ nhanh lên. Miêu, mở cửa cho mẹ nhanh lên. À, mẹ về. Nè 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 nè, làm gì vậy? Làm gì vậy? Dạ thì mẹ đi chợ giờ con phải ra đón mẹ. Nè, nghe lời nội dẫn em vô trong phòng, đóng cửa lại. Còn chuyện của mẹ con hả? Để đó, nội xử lý. Đi. Đóng cửa lại đi chứ. Xử lý gì? Đó là chuyện của tôi, mắc mới tới ông. Đổ nước vậy trời. Là mẹ đó. Trời đất ơi mẹ. Con đứng yên đi. Đứng yên một chỗ. Dội xà bông vô cho sạch tí cái Covid. Chưa hết đâu. Đưa tới đó. Covid gì không biết nữa. Ướt hết người con rồi nè. Xà bông thì biết đổ vô đồ ăn sao nấu đây. Con lại mẹ luôn á mẹ. Mẹ cũng lại con đó. Mẹ đã nói với con rồi. Thời buổi Covid này á, ở trong nhà có mắm ăn mắm, có muối ăn muối.
bày đặt đi ra chợ mua thịt mua cá làm gì, rồi đem Covid vô cái nhà hả, lấy cái nhà hả. Đợi đi, để mẹ trà sạch xong xuôi á, rồi một khao sò xà bông nữa thì lúc đó mới được vô nhà. Rồi xong. Nhưng mà với cái tình hình này á, có chắc gì là làm đám cưới được đúng ngày đâu. Bây giờ mà cứ hoãn tới hoãn lui là cái bụng tôi nó bự chà bá như cái trống vậy đó. Rồi làm sao mà tôi sống nổi với bà già trong cái nhà này được. Cúp ơi, cúp. Ê, lát gọi lại cho. Cái gì? Cúp ơi, cứu mẹ con với. Cái gì? Sao cứu? Mẹ con bị bà nội dội sao bóng nãy giờ kìa. Ủa sao vậy? Con đâu có biết đâu. Cúp ra hỏi bà nội đi, mẹ con bị nhốt cổng nãy giờ kìa. Ê, từ 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 từ. Đứng lại. Đưa chìa khóa đây. Đưa làm cái gì? Mở cửa cho con dâu mình nó vô. Tôi không mở. Tại sao? Ủa ông, ông là công dân gương mẫu mà, tại sao ông không chấp hành chủ trương của nhà nước vậy? Ai nói bà tôi không chấp hành? Tôi nói, tôi là công dân tốt nè, tôi thấy ông vi phạm tôi nói đó. Vi phạm cái gì? Vi phạm cái gì hả? Nhà nước đã đưa ra chủ trương chống dịch như chống giặc, tại sao ông không chống giặc? Chống dịch như chống giặc, nhưng mà chống có lúc, có nơi, có chỗ. Con dâu mình nó đi chợ về, nó ở ngoài nó chờ bà ra mở cửa. Bà để cho nó ngồi ngoài suốt. Nó là con dâu chứ đâu phải là giặc là dịch đâu bà chống. Nó là giặc đó mà sắp tới nó cũng sẽ là dịch đó. Tôi đã cảnh báo rồi, mọi người trong gia đình không được đi ra ngoài. Mà nó lén tôi đi chợ để mua đồ. Mà ở ngoài chợ đó là nguyên một cái ổ Covid ở ngoài chợ đó. Vậy nó không giặc không dịch là gì hả? Mà phải kia ở trong nhà mình nó thiếu thốn sao? Không, ở tủ đó chất đầy đồ ăn. Tủ nào? Tủ lạnh. Bà vô trong mà mở tủ lạnh coi còn cái gì không? Bà quýnh quần vợt, tennis, thậm chí đá banh, giải quần ai hạng anh cũng được ở trong đó. Ờ thì nếu không thì có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Sao bà lật lọng quá à? Bây giờ tôi nói nhiều, đưa tôi chìa khóa ra mở cửa. Tôi không đưa. Đưa không? Không. Đúng là tặc quái, tặc quái. Gà mái là ăn hiếp gà cồ. Bà muốn làm gì bà làm. Mẹ đưa chìa khóa cho con đi. Chị, con ra mở cửa chị hai. Chưa tới giờ. Giờ gì? Giờ con Covid nó chết. Bây giờ tao đã dội xà bông lên người nó rồi, chà rửa sạch sẽ rồi. Nhưng mà đợi xà bông thấm vào người nó đi rồi phơi nắng đúng 20 phút, lúc đó Covid chết rồi tao ra tao mở cửa cho nó. Bà nội ơi, mẹ con bị sao rồi kìa. Trời đất ơi. Mẹ không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi à. Tránh ra nè, mở cửa. Nè, con nói con mệt là mệt làm sao? Có thấy tức ngực không? Có thấy khó thở không? Rồi có cảm thấy ho không? Rồi có khan tiếng không? Rồi về chiều có bị sốt không? Không chừng là coi chừng con dính Covid đó. Con sợ mẹ thiệt luôn á. Nè, mẹ. Cậu làm gì ở đây? Chờ đợi một người thôi. Cậu tên gì? Anh hỏi làm gì? Hỏi để biết. Biết để làm gì? Biết để biết. Vậy không nói được không? Tôi mời cậu lên chốt làm việc. Ủa, em vừa mới làm gì phạm pháp hả? Lên vì chuyện gì?
Cậu muốn biết chuyện gì đúng không? Theo tôi lên chốt đi rồi biết chuyện gì liền. Vậy cho em biết chuyện gì đi rồi đi lên chốt sau được không? Tôi không có mặt cậu cậu nghe chưa? Mời cậu theo tôi lên chốt làm việc nhanh lên. Em tên Phong. Cái gì Phong? Số điện thoại. Xin số điện thoại luôn hả? Sao giống như đang bị cua vậy trời? Lại vẫn mặt với tôi nữa rồi. Không không không, em chỉ ra công viên thôi. Làm như là em mới đi vượt biên giới về vậy. Cậu muốn gì nói cái gì? Vượt biên giới? Không. Lại không đeo khẩu trang? Không phải, nó ý là giống như việc... Im lặng, không nói nhiều. Khó khăn quá vậy. Anh bình tĩnh đi, sao mà... Đứng xa tôi ra, đi lên. Căng trời, trời. Chẳng lẽ nguy cơ tôi trở thành liệt sĩ cao hay sao chứ? Tôi nói cho cậu biết nha, tôi sẽ báo công an bắt cậu vì cái tội là không đeo khẩu trang. Nè, đứng đây. Tôi nói cho cậu biết nha, tôi mà có bệnh hệ gì tôi vô bệnh viện không được gặp mặt vợ con tôi nè, gia đình bạn bè tôi nha, là cậu chịu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm phải chưa? Lấy xa tôi ra. Không có tới gần phải chưa? Đứng yên đó. Trâm ơi, em đói chưa? Để anh mời em món này nhé. Còn nhiều món ngon, vào để xem nhé. Ajinomoto, cùng nêm hạnh phúc. Rồi cuối cùng đâu giải quyết được chuyện gì đâu. Mọi chuyện vẫn như cũ mà. Trời ơi, từ từ người ta tới làm gì mà hối dữ vậy? Hối như giặc kìa, nãy giờ bút xe chưa được nè. Ừ, thôi khỏi đi, ở ngoài công viên cấm tụ tập đông người. Để tôi chạy tới nhà bà, gặp nhau ngoài cửa cũng được mà. Ừ. Trời đất ơi, đừng có tới. Ông có nhắm là ông chịu nổi được nguyên một cái xô nước xà bông đậm đặc của mẹ tôi không mà đòi tới vậy? Vậy thôi, hẹn chỗ khác đi. Không cần đâu, cứ ở yên chỗ đó cho tôi. Có hai người thôi chứ có ai để đâu mà đông. Vậy nha. Rối ghê. Alo. Theo ghi nhận tại thời điểm này, để đảm bảo dinh dưỡng cũng như tạo môi trường thoải mái cho người dân trong khu cách ly A1, phường vẫn cung cấp phần ăn mỗi ngày. Thực đơn mỗi bữa ăn do các hộ dân tự chọn. Các tầng lầu thang máy tay vịn cầu thang bộ, mặt sàn các sảnh, khu vực công cộng trong chung cư được tổ chức khử khuẩn theo đúng quy định. Các cư dân ở các khu vực khác nếu không trực tiếp tiếp xúc với người bệnh sẽ được cách ly theo dõi tại căn hộ. Khi có các biểu hiện bất thường như ho, sốt thì báo cho cơ quan y tế để được kiểm tra xử lý, khống chế sự lây nhiễm đến mức thấp nhất. Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt, ho, khó thở và xét nghiệm chẩn đoán bệnh trong trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2. Đồng thời, nếu người bệnh có kết quả dương tính và cần điều trị tiếp, toàn bộ chi phí điều trị và xét nghiệm cũng sẽ được ngân sách nhà nước chi trả. Theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đây không chỉ là trách nhiệm phòng chống dịch bệnh theo quy định, mà còn là hành động cụ thể của mỗi người dân. Qua đó, mai mốt nhà có mì gói bà ăn. Dạ, nhưng mà con đói. Rồi thôi thôi thôi, đi chơi đi rồi lát nấu mì cho ăn. Đi đi. Dạ. Ăn uống kiểu này đói sớm. Đi ra ngoài một chút á. Đi đâu? Đi công chuyện. Nè, đang trong thời kỳ Covid, có công có chuyện gì cũng dẹp hết. Người nào mà bước chân ra khỏi nhà là đừng hòng bước chân trở về nhà này. Nhà này chắc bà đứng tên sổ hộ khẩu. Phát xít quá. Chìa khóa đó không mở được đâu. Mấy chìa khóa khác tôi giấu hết rồi. Giỏi, đi ra khỏi nhà coi có cánh không. Cánh thì bay được đó. Mẹ,
mẹ em không cho con đi ra khỏi nhà bây giờ hả? Con cắn lưỡi con chết đi. Cắn đi, cắn lưỡi mà chết trong nhà tao chôn nha. Còn mày đi ra ngoài đường mày chết tao không chôn đâu. Bởi vì sao? Cái chết của mày là chết nhục, chết ngã, chết cô, chết đơn. Chết đó hả? Không ai dám đi đâu. Nè, giờ muốn không? Cho con nghe cái này nè. Nghe đi là tự quyết định nha. Cô hồn, cô biết cô đơn, trong ba cô ấy sợ hơn cô nào? Tình 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 tình. Đã nói là nội bất xuất, ngoại bất nhập, trời có sập cũng không được đi. Chết cái gì á tao cũng chịu được. Tao chỉ sợ nhất là con cô Vi. Nó là tao chết á mà không ai tới thích nha. Ông đứng lại. Cái gì vậy? Hả? Chơi game hả? Không. Ai mở khóa tủ? Tôi. Mở làm cái gì? Trời ơi, thôi mệt bà quá. Đứng lại. Tôi hỏi ông mở làm cái gì lấy cái gì. Bà này mới ngộ. Trong nhà này tất cả mọi thứ tôi đều có quyền chứ. Ngay cả cái tủ đó tôi cũng có quyền mở nữa. Bà vừa phải thôi. Đứng lại. Gì nữa đây? Tôi đã cho ông cơ hội để ông thành thật khai báo mà ông vẫn còn che giấu cái gì. Được, vậy thì tôi nói, lấy bao nhiêu tiền? Lấy có mấy tờ để uống cà phê với bạn thôi. Nè, tôi già rồi chứ tôi không có lẫn, tôi không có ngu. Ai nói bà ngu? Ông mới nói đó. Tôi nói hồi nào? Ủa ông, bây giờ là thời buổi gì? Thời buổi Covid, Covid, quán xá nào mở cửa cho ông đi uống cà phê với bạn hả? Ha. Tôi quên. Đứng lại, tôi chưa nói hết mà. Nè, lần trước đó ông mượn tôi 10 triệu để đi làm từ thiện giúp đỡ mấy người bán vé số. Tôi đã nói với ông rồi, nhà của mình là không có giàu có gì, đủ ăn đủ mặc thôi, đừng có bày đặt làm nhà hảo tâm. Rồi bây giờ tính lấy tiền của tôi á để cho bà tâm chứ gì, đúng không? Tôi nghi đâu là đúng đó mà, tôi không có nói bậy đâu. Đưa đây, trả tiền lại cho tôi. Trả tiền lại cho tôi. Qua mặt được tôi hả? Đổi mật mã hả? Kệ tôi. Đâu mặc đồ ấn. Nè, lần này tôi tha thứ cho ông, không có cơ hội tha thứ lần sau đâu, nghe chưa? Bây giờ ở nhà tôi ra chợ coi mì gói rồi gạo gì mua thêm. Mua gì mua ít hết trời, hàng gì nó cũng có đát hết. Mua để một kho trong ăn không hết, nó quá đát rồi bỏ phí uổng. Không có gì mà bỏ hết á, không có gì mà phí hết á. Sợ không có mà mua đó. Đó, ông thấy không? Ở nước ngoài đó, người ta xếp hàng mua giấy vệ sinh đó mà còn không có kìa. Không muốn mua gì mua, nhưng mà đưa chìa khóa cho tôi. Đưa chìa khóa cho ông để làm cái gì? Bà ngộ không? Không lẽ bà đi chợ bà xách chìa khóa theo? Rồi những người thành viên trong gia đình này giống như bị ở trong đây giam tù lỏng à? Tôi đâu có ngu đâu mà giao chìa khóa cho ông, giống như là giao trứng cho ác vậy đó. Ai ác? Rồi tôi nói gì đó, mệt quá. Không cãi tay đôi với ông nữa, thôi tôi đi à. Bà đi đi ha, mang chìa khóa theo đi. Rồi tự nhiên cái nhà này nó cháy, mốc có mấy cái xác chết cháy đây nè. Nè, ông nói bậy gì vậy? Tôi nói gì không đúng hả? Thôi mệt quá, nếu vậy thôi, khỏi đi nữa.
nãy không cãi cọ, để cho bà đi rồi mình đi được rồi. Thì ba cứ nói chuyện với ba mẹ đi, nói thiệt đi, có gì đâu. Đằng nào thì hai bên gia đình là cũng đã gặp nhau rồi đúng không? Ngày cưới cũng định rồi đúng không? Nhưng mà tại vì Covid tới mình phải dừng thôi, có ai muốn điều đó đâu, đúng không? Mà đã định ngày cưới rồi, cái chuyện có bầu sát cái ngày cưới là cái chuyện bình thường. Làm gì mà làm quá nên vậy? Ê nè, ai làm quá? Ông nói nghe hay quá ha. Rồi một vài bữa nữa hết Covid, lúc đó hả tôi vác nguyên cái bụng bầu chả bá đi vô cơ quan, thiên hạ hả xúm vô chỉ chỏ xỉa xói tôi là chưa chồng mà có con. Lúc đó ông nhắm là ông có mở nguyên cái buổi thuyết trình rồi để thanh minh cho tôi được không hả? Ê, hay là mình cưới online đi. Tiệc cưới online hả? Ê, ê, cũng được nha, vừa lãng mạn mà vừa đỡ tốn kém nữa đúng không? Ê, không được, ba má tôi nuôi một bầy gà luôn, chỉ đợi cái ngày cưới để mà thịt thôi á. Bây giờ không cưới được đàn gà nó tính sao? Tưởng gì thì nói á, là ba mẹ của ông bán lấy tiền rồi chuyển khoản vô là được mà, đúng không? Thôi, Covid làm sao mà bán được? Nhà hàng đóng cửa hết, chợ chiếc đều đóng cửa hết, sao mà bán? Ủa vậy? Xui ơi là xui à. Cái bà Covid này tự nhiên đâu xuất hiện ra, rồi bây giờ túm lại tính sao? À biết, bà muốn túm kiểu gì bà túm. Ê ê ê, nè 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 nè, ông đừng có nói chuyện kiểu đó nha. Ông định vô trách nhiệm hả? Không có giỡn mặt nha. Ok, bà chửi tôi hả? Ok, bà là sếp tôi mà, bà muốn chửi gì bà chửi cho. Mà cũng tại bà. Tại tôi thì sao? Năm ngoái tôi cầu hôn ở ngay trước cửa công ty thì không chịu. Bà mơ mộng bà chờ đợi cái thằng Michael gì đó đúng không? Xong rồi vỡ mộng rồi về cưới tôi, đúng không? Năm ngoái mà bà gật đầu một cái rụp một cái là đám cưới không có Covid rồi. Bây giờ đám cưới bị Covid cản mũi, thấy chưa, thấy chưa? Nè, làm ơn đi, ông đừng có suốt ngày mà cứ nhai lại chuyện cũ rồi moi móc ra xỉa xói tôi. Cái tính đó đó hả? Tôi nghỉ chơi đó, thấy chưa? Trời ơi, nghỉ chơi, nghỉ thử coi ai lỗ biết liền. Ê, nè, định cà chớn hay gì á? Cái này chắc phải tranh thủ nước mắm nữa quá. Ủa bà nội, bà đi đâu vậy? Bà nội đi siêu thị mua ít đồ ăn về cho nhà ăn. Ủa bà nội cấm mọi người ra đường mà sao bà nội ra đường? Con không biết gì hết trơn trời con. Nè bà nội nè, nội là người lo cơm ăn áo mặc cho nhà này. Bây giờ bà nội không xông pha ra ngoài đường á thì cái nhà này không có cái gì ăn á, riết chết đói hết, hiểu chưa? Hiểu. Vậy cũng hỏi à, ở nhà hiểu chưa? Dạ. Bà nội cần mua gì con mua cho. Ủa con biết đi chợ mua gì không bạn nói? Thì ở trong đây nè, có cái app, nội muốn mua cả cái xe tải cũng được luôn. Ủa có hả? Dạ. Ê đâu, chỉ nội với. Ủa ba điện rồi bà nội. Ê ba nội. Bà. Con chào ba. Ừ sao rồi, con khỏe không? Rồi chừng nào con về? Rồi ở bển sao con, có Covid gì không hả? Nè nè, nội đang nói chuyện mà cái con này thiệt tình á. Trả cho em muốn nói chuyện với ba. Thôi chị con ngồi chị không muốn nói chuyện với ba hả? Đó, thôi đừng lại đây, để giữa ba đứa cùng coi nha. Trời ba ơi, ba có muốn gặp mẹ không, để con kêu mẹ xuống. Ủa mẹ đâu rồi con, sao ba gọi mà không thấy mẹ bốc máy vậy? Vợ con ở trên phòng đó. Rồi sao, chừng nào con về? Ba có mua chiếc xe mà hồi bữa con gửi hình cho ba không ba? Ba mua rồi, yên tâm. Mẹ, con có vé rồi, ngày mốt là con lên máy bay. Ủa, vậy hả con? Ê, mốt ba con về rồi kìa. Yeah. Nè, mà trên chuyến bay đó có đông người gì không con? Rồi có người nào quen đi về cùng với con không? Mà chuyến bay đó bay tới mấy giờ là mấy tiếng lần con? Dạ, khoảng 11 tiếng là tới. Đoàn con xuất phát từ London, đoàn con 20 người, không có người nước ngoài mẹ, vì mùa dịch mà. Nè con, rồi ở bởi có Covid gì không con? Dạ, ở Ý, Pháp với Tây Ban Nha là có rồi, dịch đang bùng phát, còn ở Anh thì chưa. Mẹ nhớ dặn với mọi người á, là ra đường phải đeo khẩu trang, rồi rửa tay sát khuẩn thường xuyên, nhớ ăn uống đầy đủ để tăng cường sức đề kháng nha mẹ. Biết, mấy cái đó con đừng có lo. Mẹ là mẹ giữ kỹ cái nhà lắm nghe chưa. Không có cái con Covid nào mà dám lọt vô nhà của mình hết á. Bây giờ chỉ chờ ngày con về thôi. Gia đình mong con về lắm nghe. Ba ơi ba về nhanh nha ba. Ba còn đi ăn đám cưới cùng cô Út nữa. Cô Út sắp có em bé rồi đó. Cái gì? Ủa, là sao?
Mày vô đây, mày vô đây. Cái gì vậy mẹ? Mày còn hỏi mẹ mày cái gì nữa hả? Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống mà tạ tội cùng ông bà tổ tiên. Mày giết tao chết đi, mày giết tao chết cho mày vừa lòng vừa dạ mày. Rồi bất dạy. Lại ông bà tổ tiên, con xin tạ tội với ông bà tổ tiên. Con gái của con nó hư hỏng, con dạy nó có ăn có học đàng hoàng, con dạy thì cái mang. Con xin ông bà tổ tiên chỉ cho con biết bây giờ con phải làm gì với nó đây. Trời ơi là trời, sao con ngu dữ vậy hả? Con xin lỗi mẹ, con đâu có biết, đó là chuyện không được nói. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Chuyện này là chuyện tại đình. Con coi kìa, bà nội đánh cái con quỳ kia rồi kìa. Nè, nè. Mày còn trơ mắt ếch là mày nhìn hả? Mày không biết quỳ tạ tội cùng ông bà tổ tiên. Trời ơi là đời chi ơi là chi. Mày làm nhục cái danh giá dòng họ nhà này rồi. Ông bà tổ tiên hai bên không ai biết việc làm của tụi bay. Rồi bây giờ mày vác cái bầu về, chữa quen, đẹp mặt chưa? Vậy là cái thuốc này hả? Đảm bảo là thuốc ngủ xịn đúng không? Ừ. Nhưng mà uống vô mấy tiếng là thức? 4 tiếng. 4 tiếng. Được. Nhưng mà chị có đảm bảo là không có bị ảnh hưởng gì không? Cái này là cho mẹ uống đó nghe. Trời đất ơi, chị làm trong bệnh viện 5 năm, với lại chị có tiệm thuốc Tây nữa, em không tin chị hả? Thôi em tin chị đó nha. Ừ. Chứ cái này em không có rành đâu. Vụ gì đây? Hai đứa tụi con làm cái gì đây? Gì? Cái gì vậy? Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện rất là cơ mật. Cơ mật? Dạ. Con chỉ bàn riêng với ba thôi nha. Nhưng mà mình phải giấu mẹ nha. Giấu mẹ? Cái chuyện này á quan trọng dữ lắm. Mà nếu mà ba muốn kế hoạch này thành công á, là phải có sự giúp sức của ba. Được hả? Dạ. Nói nghe coi. Chuyện rất là quan trọng. Thì nói đi. Thì ba thấy rồi đó. Bây giờ cái chuyện mà hả Covid thì ai cũng sợ. Rồi mình phải phòng ngừa, phòng bệnh. Nói chung là phải tìm cách tiêu diệt đó càng sớm càng tốt. Thì đó ai cũng biết rồi. Ừ. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình cũng phải có cuộc sống của mình chứ, đúng không? Con với chị hai nè là hả có công chuyện cần phải đi ra ngoài giải quyết, mà mẹ cứ giữ khư khư ở trong nhà. Thì ba cũng muốn đi ra ngoài nhưng mà có đi được đâu. Vậy là ba cũng muốn đi ra ngoài hả? Ra không muốn. Vậy nếu có cách để cho ba đi ra ngoài, ba có muốn thử không? Cách gì? Ba cầm đi. Hả? Thuốc sổ dung, sổ sáng hả? Không phải. Cái này là thuốc ngủ. Ba giả nhuyễn ra, xong rồi ba cho vô nước cho mẹ uống. Ba đảm bảo với ba là mẹ ngủ thiệt là say. Ba muốn đi đâu đi luôn. Ê con này, tao không biết pha liều lượng. Mẹ bị uống, mẹ bay chết rồi tao một cô vợ làm sao? Không có đâu, cái này là có chị hai. Ba tắt chuông đi, chửi. Ai gọi gì? Bà Tám. Bắt máy đi, bắt máy của Tâm từ thiện gọi, của Tâm dễ thương mà. Thôi, gọi bà nghe được hình mệt lắm. Thôi, chạy quá đi. Thì cái... Cái gì vậy, hả? Tụ họp lại để làm cái gì? Âm mưu chống đối tôi phải không? Hại tôi phải không? Có ai bài mưu tính kế hại bà gì đâu. Còn mày nữa, mày giết cho tao chết đi là mày vừa lòng vừa dạ mày. Ủa cái gì? Đâu có gì đâu mẹ. Cái gì? Con đâu biết gì đâu. À dạ. Sao? Sao là sao mẹ? Ai? Chuyện gì? Không phải con. Hả? Sao? Sao? Dạ cái đó chị đưa con đâu biết đâu.
Hay quá ha. Mày ghen thiệt. Mày vô đây. Vô đây. Nè. Trời ơi, tụi con cũng quá đáng lắm. Mẹ con làm chuyện này là cũng vì lo cho gia đình an toàn thôi. Tụi con làm gì dữ vậy tụi con? Mà ba biết á, bây giờ mùa Covid nữa, khẩu trang, nước rửa tay tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Đó, thời buổi bây giờ cơ hội gì không nắm bắt sao được. Bởi vậy bỏ tiệm sao được ba, mình phải kiếm tiền chứ. Tụi bay nôn nóng quá, giờ má tụi bay biết rồi đó. Thôi, bảo quậy trống trời coi. Giờ không biết trống sao thì nữa nè. Con không dám vô đâu. Việt Nam, chủ quán tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân từng du lịch ở Anh và Ý, có qua Pháp về và về nước vào ngày 5 tháng 3, được xác nhận là dương tính vào tối ngày 6 tháng 3. Vâng, đáng chú ý là bệnh nhân. Giờ này còn bình thản ngồi coi tin tức, coi này coi nọ. Con người ông sống sao vô tư quá à. Bà nói tôi sao bà không dòm lại bà? Bà nói vậy giờ tôi biết làm gì? Trong khi bà là cái người ra quyền hết tất cả những cái gì trong nhà này, khóa cửa không cho ai ra vô, không cho đi đâu hết. Bây giờ tôi ở trong nhà này, tôi không coi tivi, tôi làm gì? Ra vô tôi gặp mặt bà, hay bà bình thường tôi không nói gì? Bà la, bà khóc, bà hét, bà chỉ huy, bà làm thấy ghê lắm. Tôi dòm bà tôi chán lắm. Tôi làm vậy á là tôi làm cho gia đình, chứ bộ làm cho bản thân tôi sao? Bởi vì ông nói cái câu mà chán này chán nọ chứ. Thôi tôi giận quá tôi nói vậy thôi, tôi xin lỗi. Rồi bây giờ ông tính làm sao? Tính chuyện gì? Thì chuyện con Chi, cái chuyện gì? Mấy người á cứ rù rì to nhỏ tính qua mặt tôi hả? Qua mặt cái gì? Tại bà nói thì tôi nói luôn, bà cũng quá đáng. Bà nhốt con nhỏ, nhỏ nó tù túng thì nó phải có phản ứng vậy thôi. Ủa, ông nói chuyện gì vậy? Thì chuyện của hai đứa nhỏ. Cái chuyện của con, bà cứ để con tự nói với mẹ. Hai mẹ con nói gì nói đi. Ê, đứng lại. Cái gì nữa đây? Hai cha con ông hình như là có cái chuyện gì mờ ám giấu tôi, đúng không? Nói. Dạ. Cái này thì... Sao? Bà nội ơi, bà nội. Gì con? Nè bà nội, giờ bà nội mở lên xong rồi bà nội lựa cái gì đi rồi con bấm mua cho bà nội. Quá trời luôn. Ủa có rồi hả? Dạ có rồi nè. Nè, có gạo nè, quá con thấy quá trời loại luôn. Dạ. Yeah. Nè. Dạ dạ dạ, ok. Con nghĩ chắc anh Hùng đang trên đường ra sân bay. Mà chuyện này cũng chưa gấp, nên chờ anh Hùng về rồi mình họp lại tính sau được không ba mẹ? Rồi khi nào nó mới về? Dạ khuya mai. Mà trễ nhất chắc cũng sáng mốt anh về ấy mẹ. Chuyện này không cần Hùng về đâu. Có gì đâu. Ý còn sao? Thì con với anh Phong đã quyết định là sẽ làm đám cưới online trong tuần sau rồi. Nếu như vậy thì những cái vấn đề mà ba mẹ lo lắng sẽ được giải quyết thôi. Cái gì? Đám cưới online? Trời ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ giờ tôi chưa bao giờ nghe cái câu đám cưới online. Đám cưới online là sao hả? Thôi bà thiệt, sầm. Thì tuổi trẻ bây giờ nó sống ở thời đại 4.0 thì nó biết là online. Còn mình thời đại 0.0, mình không biết online. Tụi nó 4.0 thì chuyện online đó là bình thường. Trời ơi, mình 0.0 mình không biết cái chuyện đó bình thường. Hiểu không? Mà tìm hiểu làm chi? Ông im đi. Cái gì mà 4 chấm? Tôi không cần biết 4 chấm hay là 0 chấm gì hết á. Không cần biết chấm nước bánh, chấm nước tương gì hết á nha.
Ông đó, ông đã hư rồi thì thôi đi, bây giờ còn giật đường cho tụi nó hư theo ông nữa hả? Trời đất ơi, bà quá đáng, cái gì cũng từ từ nói. Thôi được rồi, để con giải thích cho ba mẹ hiểu thế nào là đám cưới online nha. Không cần, không cần phải giải thích nha. Nói chung á, từ hồi nào tới giờ đám cưới là phải có đám hỏi, đám cưới của gia đình hai bên dòng họ đàng hoàng, chứ online liếc gì hết đó. Còn nếu không thì thôi đi, bỏ thai đi. Hả? Trời ơi, bà nóng quá. Từ từ giải quyết. Cái gì vậy mẹ? Đang thời buổi Covid mà mẹ kêu con chia vô bệnh viện nạo phá thai là sao? Mẹ, bộ mẹ bắt con phải đi bỏ một mạng sống hả mẹ? Chứ bây giờ tôi mới biết phải làm sao hả? Mấy người làm khổ tôi quá mà. Thôi bà từ từ giùm tôi. Từ từ cái gì? Ông thì từ từ được, còn cái thai của nó kìa, ngày càng lớn nè, liệu nó từ từ để chờ ông không? Thôi được rồi, nếu bây giờ mẹ vì sĩ diện cái gia đình danh giá của mẹ, mẹ không quan tâm tới mạng sống của con, không quan tâm tới mạng sống của cháu mẹ, thì bây giờ mẹ mở cửa đi, con đi ra khỏi nhà liền ngay lập tức, và từ nay về sau con không làm phiền đến gia đình của mình nữa. Nè Chi, Chi. Hey, con nghĩ cái chỉ biết làm khổ cha khổ mẹ không à. Thôi thôi thôi, đợi thằng Hùng về đi, rồi nó biết sao á thì nghe theo lời nó.